birthday này. Tại vì Christine hôm nay thì thời tiết lạnh, đây là Christine sẽ mix nha mấy anh chị. Đó, đây là cái liquid mà mình hay xài là liquid chảy ha. Đó, thì Christine sẽ mix cho anh chị xem. Tùy theo là nếu mà anh chị mà mình muốn khô nhanh là mình có thể là thêm một chút xíu nè. Đây là cái liquid khô, đúng không? Đó, đổ một ít vào đây. Đó, khoảng là 10% hay là 20% tùy theo anh chị. Nếu mà thời tiết nó lạnh quá thì anh chị có thể là thêm nhiều. Hôm nay thì Christine sẽ chia sẻ là Christine đang pha là tỷ lệ là 8-2 nha mấy anh chị. Tại thời tiết nó lạnh quá, Christine đâu có hơ bột đâu, đúng không? Nếu mà nó lạnh quá thì mấy anh chị hơ bột. Còn ở đây thì Christine không có hơ bột, nên là mình chỉ có tắt thôi. Đó, thì khi mà xong rồi mình sẽ sử dụng cái màu số EN01. EN của mình đâu rồi? Rồi, mình sử dụng cái màu EN04 cũng được ha. EN01. Pin, ok. Pin. Đây ha, đây là cái màu EN01 trong set Enchanted ha. Đây, màu rất là đẹp luôn. Màu rất là trong trong nha mấy anh chị. Khi mà anh chị đi nè, nếu mà đối với cái móng dài mà mấy anh chị muốn dài á, mấy anh chị là hả, mình không có đi một cục. Nếu trong cơ bản nha mấy anh chị ha, nếu mà mình chưa đi được một cục á, thì mấy anh chị có thoải mái là mình đi hai cục đi ha. Trước khi xài thì mấy anh chị giúp Christine là mình rửa cỏ nha mấy anh chị. Rửa cỏ sơ qua vậy nè, cho cỏ mình nó mềm nè. Đó, cỏ rất là đẹp nha mấy anh chị. Đây, đây là cái cỏ mít nha. Thì trong cái size, trong cái loại này thì mình có hai size là 14 và 16 nha mấy anh chị ha. Rồi, mình sẽ đi 70%. Ở đây là Christine sẽ đi hai cục. Cục đầu tiên của mình sẽ đi 70%. Trước khi mít đó thì mấy anh chị làm mít ít thôi, để coi tình hình nó là sao. Bột rất là dẻo nha mấy anh chị. Cho nó mọng nè, ôm hai bên vô. Ôm hai bên vô giống vậy ha. Đây, dùng cái thân cỏ đầu cỏ nè, mình ôm hai bên vô. Sau đó chỗ này hơi lõm này, mấy anh chị dùng cái cỏ đầu cỏ, thân cỏ đẩy lên chút xíu, ôm lại. Sau đó vẫn tiếp tục nè, để 50% cỏ trong nè, 50% cỏ ngoài nha. Rồi, cho cuticle mọng luôn. Để cây cọ hơi đứng nè, mình vuốt bột của mình ra khỏi tới đầu móng nè. Đầu móng hơi thiếu bột chút xíu, hơi mỏng chút xíu. Lát nữa là mình sẽ thêm một cái cục bột lên đầu móng nha. Đó, xin chia sẻ cách thêm cho anh chị luôn. Anh chị nào mới đắp bột mà mình thấy cái tình trạng này, mấy anh chị có thể thêm vô đầu móng. Còn nếu mà không thêm đầu móng là mình có thể là thêm từ cái khúc này nè, để cho cái mặt móng của mình lúc nào cũng mịn ha. Rồi, mình thêm ngay từ khúc này nè mấy anh chị. Đây, thêm ngay từ phần chính giữa nè. Đó, tại sao thêm đây ha. Rồi bắt đầu mình đẩy lên, đẩy lên phần cuticle của mình cho nó nối với ở trên luôn. Đó, rồi sau đó mình mới bắt đầu ôm từ cái khúc này nè. Mình bắt đầu mình vuốt lại. Tại vì sao? Bắt đầu là mới để lên bột lên á, của mình nó còn chảy. Khi mà anh chị vuốt liền á thì bột của mình sẽ mất hết, đúng không? Nên là mình có cần có thời gian để mà giữ bột của mình á, cho nó dẻo lại. Đó, nó không còn chảy nữa. Thì lúc đó là mình mới bắt đầu là mình dễ vuốt. Xong hết thì bắt đầu anh chị mới bắt đầu vuốt bột của mình nè, ra khỏi tới đầu móng nè. Tại đầu móng của mình nó thiếu một chút thôi. Đó. Sau đó là mình mới chùi sạch hai bên nha. Cục thứ hai của mình sẽ đi cục bột thực sự nhỏ tùy theo cái độ dày của móng nè. Lấy cục bột vừa phải nè. Mình đi y chang giống như dạng fill nha mấy anh chị. Đây, có hai cách để đi nè. Cách đầu tiên thì mình sẽ vuốt giống như cái dạng ombre, dùng bột chính giữa nhiều hơn nè, sau đó vuốt nhẹ xuống. Cái này cách đầu tiên ha. Lát nữa Christine chia sẻ cách giống như dạng fill cho anh chị xem.
Đó, chùi sạch. Khi anh chị chùi như vậy đừng lấy thêm nước nha. Tại sao? Nếu lấy thêm nước á, thì trên cái da tay người khách nó sẽ rất là ướt. Tại cây cọ của mình nó vẫn còn bột á. Đó, cọ nước nó sẽ bám vô cái da tay người khách tạo ra một cái mạm nhỏ trắng trắng. Nên là tới khi mà mình vuốt vậy, anh chị đừng lấy thêm ha. Đừng lấy thêm nước, mình làm cho cây cọ của mình thật khô ha. Rồi sau đó mình mới bắt đầu mình vuốt giống vậy nè. Rồi, tiếp tục mình đi cục bột thứ hai nha. Rồi, cục bột thứ hai mấy anh chị cũng đi 70%. Mình cũng đi y chang, thao tác là 70% nha. Đó, mình cho tay người khách qua đây chút xíu. Hơi bị vướng bên này. Chị Khai đi giúp em lấy chai nước cho khách ha. Thank you chị. Mình đi 70% hoặc 80% xuống nè. Cái này mình đang đi thao tác là 2 cục bột. Đi 2 cục bột nha mấy anh chị ha. Anh chị nào chưa đi một cục mà đối với cái độ dài vậy thì mấy anh chị chưa quen, mấy anh chị đi 2 cục giùm em ha. Đó, đi từ từ ôm hai bên vô. Thấy không? Bột nó đang chảy, mấy anh chị khoan vuốt nha. Khi mà anh chị vuốt á là cái ngay chỗ này nè, lúc nào nó cũng lõm lõm hết á, tại bột của mình nó sẽ chảy xuống dưới hết. Sau đó mình sẽ giữ bột hai bên nè. Hai bên. Rồi bắt đầu mình sẽ cho bột của mình xuống luôn. Đó, cho nó mỏng nè. Vuốt bột của mình mỏng và ra khỏi tới đầu móng luôn ha mấy anh chị ha. Đó, cắt bột nè. Hello Vicky Thiều. Màu rất đẹp nha mấy anh chị. Đây là EN trong set 7 màu của mình nha mấy anh chị ha. EN trong set 8 màu. Đây là cái màu số 1 nè. Màu rất là đẹp luôn. Khi mà anh chị làm xong á, cái màu này trong trong ha, rất là nhẹ nhàng luôn. Xong. Khi mà xong rồi thì mình sẽ đi cục bột thứ hai nha mấy anh chị. Cục bột thứ hai thì mình sẽ đi. Bây giờ cái cục này thì Christine sẽ đi giống như dạng fill nha. Dạng fill vừa đẩy vừa vuốt nha mấy anh chị ha. Dạng fill nè, vừa đẩy vừa vuốt nha. À, khi mà anh chị đi cục này thì mình đi cục nhỏ thôi. Mình để lên nè, vừa đẩy vừa vuốt giống vậy nè mấy anh chị. Nhưng mà mình phải nhanh tay ha. Để làm sao mình đẩy lên cuticle của mình á, là nó vừa chạm tới cuticle của mình nè. Đó, vuốt xuống, vừa đẩy vừa vuốt nha mấy anh chị. Đó, cách này thì anh chị hay làm fill á, nên là hôm nay thì mình sẽ đi theo cách này. Còn cách đầu tiên của mình á thì hôm bữa là cô xin có làm rồi. Đó, hôm nay thì mình sẽ làm cách khác. Để anh chị là mình thấy cách nào dễ thì mình anh chị có thể làm. Cách đầu tiên của mình đi dạng giống dạng fill, dạng ombre. Còn cách thứ hai hôm nay mình đi giống như dạng refill nha. Vừa đẩy vừa vuốt nha mấy anh chị. Rồi xong. Đó, được hai ngón ha. Rồi ngón thứ ba. Ôm hai bên vô, vuốt mỏng và xuống tới đầu móng nè.
Nãy có ai gọi chị á. Mà cấp rồi. Đó. Cái này là sorry mọi người nha, Christine lại làm cái kiểu đầu tiên rồi. Nhiều kiểu quá, nhiều khi mình phải tập trung lắm. Nhiều cách quá nên nhiều khi phải tập trung lắm. Nói chung cách nào đó cũng ra hết á. Đó. Đó, mình lại làm theo cách đầu tiên rồi. Hôm nay mình cố tình là mình chia sẻ cái cách mà refill cho mấy anh chị. Đấy, đắp bột dạng mà refill mấy anh chị làm sao không được hết á. Âm hai bên. Hai bên nha. Hi Vinny, hello hai em. Đó, mình rút ra khỏi tới đầu móng điểm số 10 ha. Sau bắt đầu cắt nè. Màu rất là đẹp luôn anh chị. Màu này rất là đẹp nha. Rồi mới lấy một cục bột vừa ha mấy anh chị, đi theo giống dạng refill nè, để lên đây ha, vừa đẩy vừa vuốt nè mấy anh chị thấy không, mấy anh chị vẫn hay thường làm đó. Đó, mình đẩy góc này đẩy góc kia, sau đó vừa tới cái cồ mình dừng ha, rồi sau đó mình sẽ đặt nhẹ cái cọ mình vuốt từ trên xuống dưới nè, giống như dạng refill nha mấy anh chị. Cách này là mấy anh chị hay thường làm cái dạng refill nha. Rồi hai bên. Đó, mình đã có bốn ngón. Màu đẹp quá mấy anh chị ơi. Rồi tiếp tục bên này cũng vậy. Ôm bột hai bên, đẩy sát cuticle của mình ha. Rồi đẩy sát vô đây. Sáu ôm bột vào chính giữa nhiều hơn nè. Dồn bột vào chính giữa. Hai bên. Hai bên. Xó kéo bột của mình ra khỏi tới đầu móng. Điểm số 10. Bên này cũng vậy. Ôm hai bên. Ôm hai bên. Ra khỏi tới đầu móng nè. Sau bắt đầu là cắt bột của mình từ trên xuống dưới. Rồi lấy thêm một cái cục bột nữa. Sau đó mình đi theo dạng fill nha mấy anh chị ha. Mình đi theo dạng fill nè. Đẩy lên. Đẩy lên mấy anh chị ha. Đẩy lên luôn. Đó, nhẹ nhàng thôi. Vừa đẩy vừa vuốt nha. Cái kiểu mà đi theo dạng phiêu là mấy anh chị vừa đẩy vừa vuốt nè. Đó, vừa đẩy vừa vuốt tới thôi. Sau đó là mình sẽ clean sạch hai bên. Bên này cũng vậy. Đó, vừa đẩy vừa phiêu ha.
hai bên. Sau đó mình sẽ để cây cọ có đứng nè, từ trên xuống dưới nha mấy anh chị, cho cuticle nó mỏng và vuốt lại một lần nữa cái mặt móng cho nó mịn, rồi hai bên clean cho nó sạch ha. Đó, dùng cọ khô rồi mấy anh chị, đừng thêm nước nữa. Để làm gì? Tại bây giờ là cái tay người ta, người khách đó, nó ướt á. Đó, mình dùng khô để mà lấy đi ha. Rồi, nó mịn giống vậy. Xong, bắt đầu là mình sẽ qua cái ngón khác. You okay? Yeah. Yes. Màu này rất là đẹp ha mấy anh chị ha. Hello, hi. Hi em. Vô em, welcome. Rồi, bên này ha, 70% hoặc 80% nè. Ôm hai bên. Sau đó mình sẽ đứng, hơi đứng cây cỏ chút xíu ha, cho cái đi còn đường nối nó mỏng nè. Rồi vuốt hai bên xuống luôn. Đó, vừa vuốt vừa ôm nha mấy anh chị ha. Hai bên mình đừng có cho nó mất xếp nữa, lát nữa là mình sẽ dụ lại nữa cho nó gọn. Nên là mình không có cần là mất thời gian mình cho nó banh bột ra, không cần banh bột nha mấy anh chị. Mình ôm bột thôi. Đó, cho phần chính giữa nó nhiều hơn, hai bên nó vừa tới, đủ bột là được. Đó, bột nó dẻo nè, đây thiếu chút xíu, mấy anh chị là lấy bột lên, sau vuốt lại phần bên này ha. Đó, lấy bột lên, bột rất là dẻo nha mấy anh chị. Đó, giống như lấy cục bột xong mình nắn lại cái chỗ cũ vậy đó. Vuốt ra khỏi tới đầu móng điểm số 10 nè. Hai bên. Sau đó mình sẽ bắt đầu là mình cắt cái đầu móng của mình ha. Dùng cọ khô thôi. Khi mà nó khô rồi mình sẽ cắt nè. Xong hết, bắt đầu là mình sẽ lấy cục bột của mình ha, cục nhỏ thôi. Lấy cục nhỏ giống vậy nè. Mình vừa đậy vừa vuốt nha mấy anh chị. Nó giống như dạng phiêu nha. Hôm nay mình làm giống dạng phiêu nè, thấy không? Mình đậy lên nè, mình đậy mình vuốt nè. Mình đậy mình vuốt nha. Tới khi đi cô mình sẽ dừng nè. Đó, vuốt xuống nè. Vuốt xuống mặt móng mịn nè, hai bên nè. Bên này cho cỏ khô ha. Đó, cỏ khô nè. Sau đó bắt đầu là mình sẽ vuốt đều lại. Bên này cũng vậy nè. Sau đó mình sẽ clean cuticle hai bên. Đó, thế là xong ha. Rồi, tiếp tục bên này. Từ trên này mình xuống nè. Hai bên. Bên này. Đó. Cuticle mỏng. Sau đó bắt đầu là mình sẽ vuốt hai bên xuống. Bên này xuống. Rồi, bắt đầu là đè bột của mình xuống nè. Sorry mọi người nha, mạng bị đứng. Sorry mấy anh chị ha. Mạng hơi bị đứng chút xíu. Anh Đại. Nói Trang gọi lại cho Tuyền cái này, Tuyền gọi chị á. Tuyền. Ừ. Tỉnh Tuyền. Yeah.
so cute. Màu rất là đẹp nha mấy anh chị. Bây giờ đang chưa có chương trình là mình có quà tặng. Có quà tặng cho set EN nha mấy anh chị ha. Có quà tặng cho set EN nha. Màu rất đẹp luôn anh chị. Lấy một cục bột ha, vừa đủ nè mấy anh chị ha. Đi theo dạng phiêu nha. Hai anh Ricky rồi vừa đẩy vừa vuốt nè mấy anh chị thấy giống như dạng phiêu không? Đó, vừa đẩy vừa vuốt nha mấy anh chị ha. Cái này vừa đẩy vừa vuốt nha. Đó, cách nào cũng được, anh chị làm cũng được hết á. Cách nào là cũng được hết. Làm theo dạng âm rì hay là mình vừa đẩy vừa vuốt giống như dạng phiêu vậy. Nên khi mà đắp hai cục bột á, mấy anh chị sẽ rất là dễ control cho cuticle của mình. Và rất là dễ control lấy đủ bột cho cái bộ nail của mình ha. Đặc biệt và đối với những cái móng dài giống vậy nè. Nhiều khi á, móng dài quá mấy anh chị lấy không đủ bột á, thì mình không có đi ra hết được tới đầu móng. Nên tốt nhất á, là mình đi hai cục cho nó an toàn. Còn mấy anh chị pro rồi thì mình không sao hết á. Lấy sao mấy anh chị cũng có thể là lấy được bột hết á mấy anh chị. Đó, mấy anh chị pro rồi. Nên là ở trên này là cũng xin chia sẻ tới anh chị mà cơ bản ha. Đó. Rồi, xong ha. Màu rất là đẹp nha mấy anh chị. Đây là những cái màu trong set EN nha. Rồi, tiếp tục mình sẽ đi còn hai ngón nữa. Đi 70% hoặc 80% nha. Màu rất đẹp nè. Sau đó mình đặt lên, giữ 3 giây. Lấy tay ra ha, chuối tay người khách xuống nè. Ôm bột của mình vào chính giữa hai bên. Hai bên cuticle. Ôm bột vào chính giữa hai bên nè. Sau đó vuốt bột xuống. Ra khỏi tới đầu móng điệp số 10 nha mấy anh chị ha. Đây. Rồi ra khỏi tới đầu móng luôn. Thank you.
cuticle cho nó mọng nè, hai bên. So cute ha. Rồi tiếp tục còn một ngón nữa nha anh chị ha. Đi 70 hoặc 80% nha. Nên tới khi mà anh chị đi hai cục á, mình cố gắng là mình đi hai cục từ mình đi 70 hoặc 80%. Tại vì sao? Cái này là nó đi một màu thôi. Nên anh chị có thể là đi 80% cũng được. Lát á mình thì dễ, mình đi refill mà, tùy theo cái độ chỗ còn thiếu bột thì mình có thể là lấy bột nhiều bột ít ha. Bên này cũng vậy, hai bên. Đó, ôm bột của mình xuống, rút ra khỏi tới đầu móng điệp số 10. Đó, nhẹ nhàng ha. Sau đó mình clean hai bên cho nó không bị mất shape nè. Sau đó là mình mới bắt đầu cắt nha. Ở đây là Christine là đắp khô. Đó, để nó khô đã, sau đó là mình mới bắt đầu cắt bột. Rồi mình đi theo dạng refill nha mấy anh chị. Đây, refill. Bên này cũng vậy ha. Bên này. Đây ha. Đó, so cute luôn. Bên này cắt. Hello anh Bobby, khỏe không anh? Đó xong ha. Thế là mình xong cái bộ này rồi này, cái bộ này nha. Đó, so cute ha. Rồi khi mà xong rồi, mấy anh chị giúp Christine là khi mà mình rửa cỏ nha, mấy anh chị dùng một ít liquid nè. Đó, dùng một ít liquid nha. Đây là cái liquid chảy. Mình rửa cỏ, cái liquid mà còn mình đang đắp dư á, mình rửa cỏ. Nhưng mà rửa cỏ xong này, liquid còn dư á, mấy anh chị bỏ nha. Đó, mình bỏ đi. Sau đó mình chùi sạch nè. Rồi khi mà chùi sạch xong, mấy anh chị cho thế. Ok. Ok, yeah. Cái này bị chày chút ha. Để cô xin fit cái này đó. Đó, xong ha. Thì xong rồi mấy anh chị lấy một ít liquid ha. Trước khi là xài mấy anh chị sau khi kết thúc á, mấy anh chị lấy một chút xíu liquid chảy đó, mình rửa. Như vậy cái cỏ của mình nó sẽ mềm hơn nha mấy anh chị. Đó, mấy anh chị giữ cỏ giống vậy nè. Lúc nào cái đầu cỏ cũng khít khít vậy ha, thì lúc nào cây cỏ của mình được giữ giống vậy thì nó sẽ không có bị hơ và không bị hở nha mấy anh chị ha.